không cắt rau bự. Hồi vậy đây. Nó đâu rồi? Nằm như đây này. Nằm nãy nằm lùm này nhìn. Vòng vòng đó vậy. Con đĩa ra. Rồi con có rô bự. Nó nằm đây này. Nằm đây này. Cái này nước cũng nhiều chứ. Nó có dấu chân đi rồi ăn lươn. Lươn bò. Sờ bát nữa. Chân chùi. Chân chùi. Có bắt cái gọi. Đưa nó cho gà ăn chứ, ăn chút xíu. Lại lấy mấy cái máy xong luôn. Cô không có tay cầm nó đâu chứ. Đi lại là đẳng chỗ ô lưới nó lấy một xuống mũi ba lưới rồi lưới rồi. 4-5 con. Ừ, chạy. Trời nó chạy ghê trời. Lắc ghê. Nó chạy mấy cặp cá luôn trời. Dòng này hả? Dòng này. Không còn lúc. Không còn lúc. Không còn người nãy mang cặp hay gì. Nó con cá bự gì đó, nó còn nó. Nè nè, nguyên lưng hay gì đó. Bắt nó luôn đi. Dạ. Yeah. Bắt nó luôn đi. Bỏ nó lên đây đi. Chú không bắt hả? Nó đi. Thank you.
dế cò mông. Rồi mình mới bắt được con cá rô nha mọi người. Đây thêm con nữa. Lắc lên bờ nè. Hai con. Giờ rồi nó lóc lên. Nó nước nó đẻ. Cá rô ghê ta. Có cá lóc không vậy? Cá rô kìa. Như đây ký người ta. Mà đừng ngốc luôn. Nó là mượn cầm nó. Gần 2 ký. Gì? Ghê vậy? Cá rô nguyên bao không kìa. Mà bên này đừng quay cá. Đèn lưu quá nãy nó kia bắt cá rồi. Hả? Đèn lưu quá. Phải có xịt chút nữa bao nữa mình bắt tay không bắt ở đâu hả? Ở đâu hả? Ruộng á. Ruộng bắt gì ghê ba. Nó bắt tay bắt từ từ không mà tập có xịt xịt chết đó. Có cá lóc mà hả? Không có cá rô. Không có cá lóc hả? Cá rô biết nói ghê bắt nguyên cái lưới này bắt giống như vậy nào dữ vậy. Hả? Dùng bà chết đó. Dùng bà chết còn hả? Dùng tiếp. Mấy dùng trên kia nữa. Bắt người khúc mình đang không? Có. Mấy khúc nước nhiều quá. Ghê vậy? Không được. Nước nhiều không có ớt hả? Có ớt không? Ớt mà người ta đặt máy vô đó. Dạ. Có ai chưa? Có ớt không? Chưa dữ không? Bạn chưa dữ không? Thấy người ta đặt máy. Ôi nãy sao có con rắn trung nào không? Nãy sao có con rắn trung nào không? Hả? Cá rô không hả? Thì cá rô đâu? Rỗng hả? Đốt mà. Đốt bự gì vậy? Đốt từ bá. Máy mà chó 11 giờ chưa? Mới 12 giờ mấy rồi, 12 giờ 25-30 giờ. Má đi xỉu. Cái bụng người vừa nó lạnh. Bụng cái này khô queo. Nay đi lần đầu tiên thức khuya tới một lần 1 giờ. Sáng gom được cái lóc 3 lạng. Ở khúc bên vòng á. Thì bá. Ruộng cạn bắt được. Mấy ngày mà ruộng cạn gì ba. Nước nó có cặp mé đìa đó lóc ra gắt hay chứ đâu. Nãy giờ tôi quay clip chứ tôi đâu có bắt đâu. Có cái anh cô chú kia bắt chú đó bắt cho nên cá rô đó bắt được 2 con à. Giờ mình xôi rắn cá rô rồi các bạn nè, cá rô nè mọi người. Mọi người thấy rõ đâu. Đang nằm trong cái đám rạ. Đây, một con cá rô nữa mọi người. Cá rô giòn giòn. Đây có một cua đồng. Nhớ đầy cặp nha mọi người. Đây cá lóc nha mọi người.
cá lóc nó dưới cái ao của nhà mình nè, phóng đây nè, phóng theo cái đường này luôn không? Tắt camera mình xử lý nó ra.